Xin kính chào mọi người. Lần đầu tiên nhé, cho em xin phép hỏi ý kiến mọi người là mọi người có cùng suy nghĩ giống với em không? Đó là vai trò của những cái hành động giao tiếp của chúng ta ở ngoài đời rất là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để sử dụng cũng như là thuần thục những cái kỹ năng giao tiếp một cách đạt đến những cái có thể là gây ấn tượng trong mắt đối phương? Thì em xin phép tự giới thiệu, em tên là Đinh Tiến Lâm, em đến từ Hà Nội và hiện tại em đang là sinh viên khóa 3 của Đại học EdX. Hôm nay em sẽ cùng mọi người tìm hiểu thêm những cái kỹ năng quan trọng nữa của giao tiếp. Vậy thì em rất mong mọi người hãy nhớ lại ở những cái video trước em đã từng nói đến định nghĩa của cái giao tiếp này. Giao tiếp đó là tổ hợp những hành động này, những cái cử chỉ, lời nói của bản thân ta để cùng trò chuyện đối với mọi người, cùng nhau tìm hiểu cũng như là tạo dựng một mối quan hệ bên ngoài xã hội. Vậy thì khi mà cái thời đại công nghệ thông tin thời hiện đại thì những cái nhu cầu việc làm tăng lên và cái việc mà chúng ta gặp gỡ nhiều người, gặp gỡ nhiều vấn đề ở ngoài xã hội nó cũng tăng theo. Vậy thì khi mà chúng ta có những kỹ năng giao tiếp tốt, những kỹ năng giao tiếp thuần thục mà chúng ta đã học được thì chúng ta có thể là xử lý những cái tình huống ở ngoài xã hội và tạo dựng được nhiều mối quan hệ, tạo dựng được những cái thể hiện được lòng tin đối với đối phương. Vậy thì những cái phẩm chất của chúng ta phải được thể hiện qua cái cách mà chúng ta giao tiếp. Sự lịch thiệp này, sự tinh tế, sự khiêm nhường, lòng biết ơn, cũng như sự cung kính, sự lịch sự lễ phép. Tất cả những cái phẩm chất đó phải được thể hiện qua hành động giao tiếp của bản thân mình. Đặc biệt hơn, đối với một người doanh nhân, một người làm kinh doanh, thì những cái cách giao tiếp như vậy, đó là những thứ mà chúng ta thể hiện đối với đối phương. Những thứ mà ta hành động để đối phương nhìn vào, để đối tác nhìn vào và họ có quyết định là hợp tác đối với chúng ta không. Vậy thì không chỉ là doanh nhân mà chúng ta, bất kỳ ai cũng đều phải tự trau dồi cho mình những cái cách giao tiếp, những cái kỹ năng giao tiếp quan trọng. Đầu tiên, một hành động rất hay làm, một hành động mà chúng ta rất hay làm nhưng thực sự là để làm đúng thì rất ít người biết cách, đó là đi và đứng. Tại sao đi và đứng lại được coi là một kỹ năng giao tiếp? Bởi vì khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, rất nhiều ánh mắt sẽ nhìn vào chúng ta, và để mà có thể hấp dẫn, để mà có thể thu hút người khác nhìn vào cách mà chúng ta đi và toát lên những cái phẩm chất của bản thân thì đó là một điều rất là khó. Nhưng không khó như vậy. Điều để thực hiện cái động tác đi chuẩn mực thì nó không thể khó như vậy. Nó chỉ cần chúng ta thực hiện một cách rất là tự nhiên như thế này. Chúng ta sẽ phải đứng thẳng, lưng chúng ta phải thẳng, đó là điều đương nhiên rồi. Đầu cũng phải thẳng này. Mắt chúng ta nên nhìn về phía trước nhiều hơn. Quan sát thì nên khi mà chúng ta đi quan sát bên hai bên đường thì nên quay đầu rồi mới quay đến ánh mắt. Vậy thì tiếp vào đó, một cái điều quan trọng mà chúng ta phải thực hiện khi đi đó là điều khiển được cái đôi chân của chính mình. Những cái bước chân chúng ta nên thể hiện được cái sự khoan thai này, nhẹ nhàng nhưng lại phải dứt khoát và tự tin. Cánh tay cũng là một cái điều quan trọng. Khi mà chúng ta đi ấy, nên đung đưa tay một cách tự nhiên, không quá lố lăng như là người ta hay gọi là đi chợ đấy. Chúng ta nên đảm bảo được cái sự hài hòa về những cái bộ phận trên cơ thể mình. Nó tạo ra một cái ấn tượng ban đầu. Chỉ cần nhìn qua những cái dáng đi thôi thì sẽ có những ấn tượng nhất định. Thì tiếp theo, khi mà chúng ta đứng, ví dụ như là đứng thuyết trình, đứng để lắng nghe người khác trong một buổi họp mặt chẳng hạn. Vậy thì đứng như thế nào để cho người khác cảm thấy là mình đang thực sự là nghiêm túc,
thực sự là có ý muốn, ngỏ ý muốn lắng nghe họ. Tất nhiên là nên để hai hai chân của chúng ta một cách thoải mái nhất. Bởi vì sao? Khi mà chân chúng ta không được thoải mái thì con người chúng ta sẽ bị đung đưa theo. Và đặt trường hợp là nếu chúng ta là một người đang trình bày, đang nói đúng không? Vậy thì chúng ta khi mà nhìn vào một cái người đang đung đưa như vậy, đang lắc lư như vậy thì chúng ta có muốn nói chuyện tiếp với họ hay không? Dạ vâng đúng ạ. Bởi vì khi mà chúng ta đung đưa như vậy sẽ tạo, thậm chí chỉ là vô ý thôi, sẽ tạo cho người đối diện một cảm giác rất là người này như là không muốn lắng nghe mình, hoặc là anh ta không nghiêm túc trong cái công việc này. Vậy thì những cái bản hợp đồng, những cái lời thỏa thuận sẽ không được deal, những sự không được ký kết và sẽ tạo nên một cái hậu quả rất là lớn cho công ty. Tiếp theo đó là tập luyện cách đi đứng như thế nào cho chuẩn. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta đi cũng như là đứng, hãy như một người mẫu vậy, hãy cố gắng đặt một quyển sách lên trên đầu chúng ta như thế này. Vậy thì khi mà chúng ta đi đến mức mà cái quyển sách này nó không rơi được nữa thì lúc đó cái dáng đi của bạn sẽ được đạt đến một mức độ mới hơn, hoàn hảo hơn, và có thể là giải quyết, có thể là tạo nên một cái ấn tượng trong mắt của đối phương khi nhìn vào cái dáng đi của chúng ta. Tiếp theo đó, một cái tư thế nữa, khi mà chúng ta làm việc trong công sở, trong văn phòng thì cái tư thế ngồi là những thứ mà, ví dụ này, bạn đang ngồi làm việc đúng không? Thì sếp muốn đi tham quan văn phòng chẳng hạn, và khi mà nhìn thấy cái dáng ngồi của bạn, những ông sếp sẽ rất là tinh tế và nhận ra được cái thần thái, những cái phẩm chất của bạn toát lên chỉ bằng cách bạn ngồi thôi. Vậy thì ngồi như thế nào cho chuẩn? Đa số ngồi, khi chúng ta ngồi ở văn phòng sẽ có một cái ghế để tựa lưng, sẽ có những cái ghế, sẽ có một cái chỗ để chúng ta tựa lưng vào. Vậy thì để mà có thể là đạt được cái, để mà có thể ngồi một cách thoải mái nhất và đảm bảo được cho cái cuộc sống của chúng ta thì lưng chúng ta phải thẳng, đầu gối và cẳng chân, bắp chân và cẳng chân sẽ tạo nên một góc vuông, và cẳng chân cũng sẽ vuông góc với mặt đất. Vậy thì khi mà đạt được cái dáng ngồi chuẩn như vậy, mắt nhìn thẳng vào máy tính hoặc là công việc chúng ta làm và thể hiện cái sự tập trung cao độ, thì người khác nhìn vào, người ta cũng sẽ có một cái động lực để người ta làm việc theo. Người ta cũng sẽ có một cái nhận định rõ ràng là anh này thật sự là có một cái dáng ngồi rất tập trung vào công việc, và sẽ thúc đẩy cái động lực để người ta làm việc tiếp theo, để cùng nhau làm việc và cùng nhau nâng cao cái hiệu quả của công việc. Tiếp theo đó là đi đứng ngồi là trong công ty, trong văn phòng. Đặc biệt là khi mà chúng ta ra ngoài xã hội này, không thể thiếu được những cái buổi gặp mặt, những cái buổi gặp gỡ trên bàn tiệc và cùng nhau ăn uống, bàn luận về một vấn đề nào đó. Vậy thì cách để chúng ta ứng xử giao tiếp trên bàn tiệc như thế nào cho đúng? Thì đầu tiên, bất kỳ một cái cuộc họp bàn nào, một cái cuộc gặp gỡ nào thì chúng ta cũng không nên là đến quá muộn, sau 20 phút. Bởi vì sao? Có ai lại muốn làm việc đối với một người hay trễ hẹn? Nếu mà công việc quá là đột xuất và bạn không thể xử lý ngay được thì bạn khi mà bạn đến cái bữa tiệc đó, đừng vội nói ra cái lý do đến muộn của mình. Bởi là vì sao? Khi mà bạn nói đến cái lý do đó ra, mọi người sẽ nghe thấy. Không ít thì nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến không khí của cái buổi tiệc và sẽ làm giảm không khí của mọi người xuống. Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn một cách khôn khéo hơn, đó là sau khi bữa tiệc đã kết thúc thì cùng mọi người tập hợp lại và chia sẻ về cái lý do đến muộn của mình. Điều này sẽ đảm bảo cho cái không khí của cái bữa tiệc đó vui vẻ hơn và cởi mở hơn, thoải mái hơn. Tiếp theo đó, cái nền văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước trên thế giới là khác nhau. Nên là trên bàn ăn
của mỗi nước nó cũng sẽ có một cái những cái phong tục nhất định, mà khi mà chúng ta ăn với một người ngoại quốc, thậm chí là với một người trong nước chẳng hạn, cũng phải thì chúng ta cũng phải tôn trọng những phong tục tập quán đó. Ví dụ như là người Việt thì bưng bát cơm lên và ăn một cách nhỏ nhẹ. Thật sự là cái văn hóa trong ăn uống của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung rất là phong phú. Vậy thì một cái người làm doanh nhân hay đi gặp gỡ này, đi tiếp khách cũng như là bàn luận công việc đối với đối tác ở trên bàn ăn thì phải liên tục trau dồi những cái kiến thức về văn hóa, về ứng xử trên bàn ăn đối với đối phương, với đất nước của đối phương. Giả sử như là chúng ta không biết hoặc là không thể nhớ ra cái phong tục tập quán của người đối diện này thì chắc chắn là trên cái bàn tiệc đó không khí nó sẽ không được thoải mái. Những cái hoạt động ăn uống nó sẽ không được diễn ra một cách tự nhiên và sẽ có cái sự gượng gạo nhất định. Sau đó sẽ dẫn đến những cái như là hợp đồng, như là thỏa thuận, chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất của nó. Vậy thì ăn uống sẽ có những cái quy định luật bất thành văn. Ví dụ như là khi mà dùng dao nĩa mà bạn vô tình làm rơi xuống đất này, bạn đừng cố gắng nhặt nó lên mà hãy nhỏ nhẹ, hãy lịch sự và tinh tế khi mà gọi phục vụ đến và ngỏ ý muốn đổi một cái bộ dao nĩa khác. Cái hành động bạn cúi xuống nhặt sẽ gây ra một cái sự không không mấy thoải mái đối với những cái người đang ở trên bàn tiệc lúc đó. Khi mà sử dụng dao nĩa với một cái thức ăn thì nhiều người lại hay có thói quen là cắt cái miếng ăn của mình ra thành nhiều phần ngay cùng lúc. Điều này thật sự là không sai khi mà họ muốn làm cho cái dĩa của mình trông dễ ăn hơn và cắt ra từng miếng nhỏ để mình ăn có thể thoải mái hơn. Nhưng mà một số món ăn cần cái nhiệt độ để giữ ấm thì không nên cắt ra như vậy. Ví dụ như bít tết chẳng hạn, thì khi mà bạn cắt ra ấy, nó sẽ nguội nhanh hơn. Mà thịt bò khi nguội thì chắc chắn bạn cũng biết là nó rất là dai và không thể nào ăn được thoải mái. Những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ như vậy thôi nó cũng sẽ tạo nên một cái cuộc họp mặt, nó cũng sẽ quyết định cái thành công của cái cuộc họp mặt hay không. Tiếp theo đó là khi mà chúng ta đến cái đoạn trả tiền chẳng hạn, đoạn thanh toán chẳng hạn, thì xin nói đến cái trường hợp là một người nam một người nữ, thì người nam sẽ có thể là trả tiền cho cái bữa ăn đó và thể hiện một sự tinh tế. Đừng bạn nam đừng cố Người nam đừng có không không sẽ không nên thể hiện là cái sự quá là ta đây ra vẻ mà khi 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 mà chúng ta trả tiền, mà hãy lịch sự và tinh tế sẽ gây được cái ấn tượng trong mắt của đối phương. Vậy thì lời nói chúng ta nói ra hàng ngày sẽ có rất là nhiều câu, và cái lượng và để mà có thể là ngỏ ý của chúng ta khi mà chúng ta biết ơn một ai đó, khi mà họ giúp chúng ta bất kỳ điều gì thì câu cảm ơn là một cái câu quan trọng. Nhiều người lại chưa biết cách cảm ơn đúng. Cảm ơn một cách hời hợt, cảm ơn một cách không mấy là chân thành khiến cho cái người đối diện cảm thấy không không được thoải mái và phản tác dụng của cái câu cảm ơn. Vậy thì cảm ơn nó phải đến từ con tim. Nó phải thể hiện ra bằng sự chân thành, và để mà đạt được cái sự chân thành này, hãy đừng chúng ta nên gọi tên trực tiếp của người chúng ta đang cảm ơn. Bởi vì sao? Con người chúng ta rất ít được gọi tên, đặc biệt là khi gọi tên trong lời cảm ơn như vậy thì họ sẽ cảm thấy họ được tôn trọng này, họ có vai trò quan trọng trong trong cái cuộc hội thoại của chúng ta và gây được lòng tin tưởng cũng như là câu chuyện sẽ diễn ra một cách rất là thoải mái. Tiếp theo đó, để thể hiện sự chân thành, chúng ta không nên lúng túng. Mắt, đôi mắt dần rất là quan trọng. Hãy nhìn thẳng vào đối phương, nhưng mà hãy nên tránh những cái nhìn chằm chằm. Điều này rất là làm cho đối phương họ khá là sợ. Bởi vì sao? Giả sử là
khi mà bạn cảm ơn, khi mà có một người cảm ơn bạn mà người ta cứ chằm nhìn chằm chằm vào bạn thì chắc chắn là tâm lý của bạn sẽ không được thoải mái và sẽ tạo nên một cái đó rất là lo sợ. Tiếp đó, khi mà chúng ta cảm ơn, hãy nở một nụ cười này. Nụ cười trong lời cảm ơn rất là quan trọng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta cảm ơn mà mặt chúng ta trở nên vô hồn hoặc là thể hiện một cái thái độ cảm xúc gì đó không đúng với cái sự vui vẻ thì đối phương sẽ còn cảm thấy một sự rất là khá là khó chịu, không mấy thoải mái, và họ sẽ có suy nghĩ là mình đang cảm ơn như là bị mình nói ra cái lời cảm ơn như là kiểu bị người khác ép, người khác bắt buộc khi mà mình phải nói. Bởi vì sao? Để mà đạt được cái hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong giao tiếp thì cái lời cảm ơn là một câu nói quan trọng, và cách chúng ta cảm ơn cũng là một kỹ năng cần phải trau dồi. Khi mà chúng ta ra ngoài xã hội, khi mà chúng ta làm việc trong công việc cũng như trong học tập thì cách để mà đạt được cái sự hiệu quả trong công việc, trong đời sống như vậy thì giao tiếp là một thành phần rất quan trọng để mà có thể liên kết, tạo ra một mối liên kết giữa người với người để có thể tăng hiệu quả làm việc nhóm thì chúng ta phải giao tiếp với nhau thật nhiều để hiểu nhau, để hiểu thêm những cái tính cách của nhau. Và một người doanh nhân chuẩn mực là một người có kỹ năng giao tiếp chuẩn mực. Phần trình bày của em đến đây xin phép được kết thúc. Em rất mong mọi người có thể đóng góp thêm những ý kiến, cũng như là nếu mọi người có thắc mắc hãy để đừng ngần ngại mà để xuống phần comment và em sẽ trả lời tất cả. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.